Làng nghề là cả một môi trường kinh tế, văn hóa và xã hội. Nó bảo lưu, hun đúc những tinh hoa nghệ thuật và kỹ thuật truyền từ đời này sang đời khác. Sản phẩm của các làng nghề truyền thống là những sản phẩm văn hóa có giá trị mỹ thuật cao. Do đó, bảo tồn và phát triển các làng nghề góp phần đắc lực vào việc giữ gìn các giá trị văn hóa của dân tộc Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Xã Kim Chính, huyện Kim Sơn, nằm bên con sông Vạc Hiền Hòa, là nơi nổi tiếng với nghề cói truyền thống. Từng di tích lịch sử, từng thửa ruộng, dòng sông vẫn còn in đậm câu chuyện về việc khai hoang, mở đất của vùng quê ven biển Kim Sơn từ 190 năm về trước. Toàn xã hiện có trên 2.700 hộ với trên 7.900 nhân khẩu. Trước đây, hầu như nhà nào cũng có người biết dệt chiếu hoặc làm các sản phẩm từ cói. Nhưng hiện giờ, những hộ gia đình gắn bó với nghề không còn nhiều. Trước đây, cách đây được khoảng 15 năm rồi, thì họ cứ dệt cái chiếu cải đấy mà. Thì tôi cứ dậy cũng chuyển cho họ nhiều, cái xóm này phải cái xóm. Các cháu nó cứ bảo ông giúp cho con bấy này này dạy. Dạy vào cái nhà họ đây này, họ cứ mượn 3 ngày, tôi cứ dạy cho họ 3 ngày. Năm nay, ông Tam đã hơn 70 tuổi. Ông không nhớ nổi mình đã làm được bao nhiêu chiếc chiếu cói thủ công như thế này. Cả ngày ông cùng vợ ngồi bên khung dệt, có khi chỉ được một lá chiếu. Nhưng ông bà luôn muốn giữ gìn nghề bởi đó không chỉ là sinh kế, nét văn hóa làng quê mà còn cả biết bao câu chuyện cuộc sống mà ông bà đã trải qua và gắn bó bên khung dệt. Hễ mà có cái câu chuyện gì thì nói cho nó vui với nhau vậy. Không làm thì buồn lắm ấy. Mấy hôm nay ông khó chịu bảo chứ. Ôi dồi, ông khó chịu rồi. Thì buồn lắm ông ạ, em cứ ngồi dệt chiếu vậy với nhau, nó vui lắm, hết ngày này sang ngày khác thì nó vui vậy, thích lắm. Những người cao tuổi trong làng quê nơi đây cũng không nhớ rõ lịch sử nghề làm chiếu cói của Kim Chính có từ khi nào. Chỉ biết rằng họ đã bao đời gắn bó với sản xuất nông nghiệp và làm nghề thủ công này. Trải qua hàng trăm năm quay đê lấn biển, người dân Kim Chính cùng với các xã lân cận đã tạo nên những bãi bồi mênh mông để trồng cói. Nhưng do thu nhập không cao nên người ta dần dần từ bỏ. Những người dệt chiếu lại đi nhập nguyên liệu từ nơi khác về. Dù trải qua nhiều thăng trầm, nghề cói bị mai một nhiều, thế nhưng những nét đẹp, giá trị văn hóa của làng nghề vẫn được lưu giữ. Đó là mối quan hệ tình làng nghĩa xóm, là những trao gửi yêu thương, tâm huyết với nghề truyền thống của các thế hệ người dân, là tinh hoa sáng tạo, là mong ước tốt đẹp về cuộc sống của người thợ gửi vào từng sản phẩm. Mỗi khi bắt tay vào dệt chiếu, bà con lối xóm được quây quần, sum vầy bên nhau và họ thường giúp đỡ nhau hoàn thiện các sản phẩm. Vì có người giỏi về dệt, có người thế mạnh ở khâu hoàn thiện. Bên khung dệt chiếu, mọi người được chia sẻ những câu chuyện trong xóm ngoài làng, chuyện cây ngô, cây khoai đang vào vụ, rồi cả chuyện con cá, con tôm mùa này đang cần chăm sóc như thế nào. Việc dệt chiếu vốn nặng nhọc hơn và kỹ thuật đòi hỏi cao hơn, song bà Đỗ Thị Chín lại rất yêu thích công đoạn này. Bà chia sẻ, có khi làm việc có không khí thì ngồi làm cả ngày, chỉ dành vài phút ăn cơm trưa rồi lại bắt tay vào khung dệt. Ngày nào không làm lại thấy nhớ. Có lẽ đó là cảm nhận chung của những người gắn bó với nghề dệt chiếu nơi đây. Họ học và gắn bó với nghề là dành cả tình yêu và tâm hồn.
và từng sợi cói. Bởi thế cách truyền nghề ở đây cũng khá đặc biệt. Nếu như ở làng nghề khác, họ có khi chỉ truyền cho con cháu trong gia đình dòng họ, cũng có nơi chỉ truyền cho con trai. Còn nghề dệt chiếu nơi này, ai đủ tâm huyết và gắn bó thì sẽ được những người cao tuổi truyền đạt lại kỹ năng, kỹ nghệ làm nghề để phát triển. Làm cái này là nói chung là nó gò bó, nó phải kiên trì làm, còn không thì cũng không làm được. Nói chung là như vậy. Còn ai mà kiên trì thì vẫn cứ làm được, các cháu cũng vậy, kể cả các cháu tầm nhỏ cũng vậy. Nhưng mà giờ như cô thì cô giờ cô chỉ có gửi gắm cho truyền đạt lại cho các con, các cháu, mà giờ các cháu đi làm công ty nó cũng làm được mấy. Giá trị văn hóa, tinh hoa nghề dệt chiếu truyền thống nơi đây còn nằm ở những bí quyết, kinh nghiệm, kỹ thuật rất riêng. Từ việc sử dụng nguyên vật liệu, kỹ thuật chế tác đến chủ đề sáng tạo cho từng sản phẩm của làng nghề. Họ cẩn trọng tuân thủ cả một quy trình công phu tỉ mỉ, từ khâu chọn cói, phơi cói, nhuộm cói, sao cho đỏ tươi và bền màu. Cái này nói chung là cái cói này là chị ngồi chị nhặt đi vậy để cho nó đẹp và có cái màu và có cái đen và có cái nổ, cái gãy là đều là chị phải nhặt ra để cho chiếu nó mới đẹp được, chứ không mà giật ù cả vào vậy thì nó chiếu nó xấu lắm. Chuyển cói này, khâu cói này làm sao cho chiếc cói chiếc nào nó đều như chiếc nào ấy, thì là giật chiếu lên nó mới nổi được. Thế này nó đều mặt chiếu là ra chiếu sản phẩm đẹp. Mà do cái tay của mình nữa, sức lực của mình nữa, giật dày vào thì là nó đẹp, để kỷ niệm cho quê hương. Mỗi người một việc, nhưng ở vị trí nào, việc dệt chiếu cũng phải thao tác thuần thục. Người cải hoa phải nhanh, uyển chuyển, mềm mại, mắt phải tinh, tay cài phải chính xác, thuộc từng nét cài, không đàn lỗi. Người lao cói phải nhanh và nhịp nhàng theo người dệt. Tư duy của người thợ trong quá trình làm sản phẩm là kinh nghiệm được đúc rút qua bao thế hệ. Sau mỗi sản phẩm còn là khúc tùy hứng, khát vọng của con người. Để rồi trong mỗi sản phẩm đơn chiếc ấy không chỉ là kinh nghiệm, kỹ thuật, bí quyết của người thợ thủ công, mà họ còn thổi vào sản phẩm ấy cả tâm hồn và ý niệm. Đó chính là phần tồn tại vô hình của làng nghề và sản phẩm của làng nghề chiếu cói. Nói chung rằng là nếu mà nói kỹ thuật thì tất cả từ đầu đến đuôi là phải có kỹ thuật thì lá chiếu nó mới đẹp và nó mới hoàn thiện, nó mới đẹp được. Còn kể cả anh có giật đẹp chăng nữa nhưng mà anh hoàn thiện xấu nó vẫn xấu. Thí dụ như thế là cái mũi ghim của tôi đây, của tôi ghim sâu như thế này, tôi ghim có 3 sợi nhưng mà người khác họ làm họ lại ghim những 5 sợi như thế nào. Cũng có đây này, như chiếc máy nó ghim như thế này là nó vơ vào này. Đấy. Cho nên như tôi ghim là thí dụ bây giờ là tôi chỉ ghim có 3 sợi như thế này. Đấy. Thì là nó vừa chắc này, vừa bền, vừa đẹp. Làm này nhiều cái sáng tạo. Còn nếu mà mình cứ làm theo ngày trước thì khó. Bây giờ mình làm sao cái đôi chiếu mình phải dày mà cứng. Cái này là do cách mình dệt. Với từ cái go đay. Nếu nhiều nhà làm đay nó nhỏ này nằm nó thời gian là nó nhão. Chứ nó bị bung đay ra. Còn nếu mình làm đây nhà mình làm đay đây to hơn. Đúng không ạ? Go thì mình đóng đều hơn. Mỗi sản phẩm làng nghề không chỉ là một sản phẩm hàng hóa thông thường mà còn là nơi gửi gắm tâm hồn, tài năng, thể hiện khiếu thẩm mỹ, sự thông minh, sáng tạo, tinh thần lao động của nghệ nhân, những người lưu giữ tinh hoa văn hóa dân tộc trong các sản phẩm làng nghề. Đồng thời không ngừng sáng tạo để làng nghề có thêm nhiều sản phẩm mới, vừa phát huy được truyền thống văn hóa quê hương, vừa thể hiện sức sáng tạo của con người trong điều kiện mới. Tuy nhiên, một thực tế khó khăn ở làng nghề xã Kim Chính hiện nay là tình trạng sản xuất vẫn còn mang tính chất gia đình, manh mún. Sản phẩm làm ra khó tiêu thụ do ít thị trường, thu nhập làm nghề còn hạn chế nên chưa khuyến khích được các thành phần kinh tế của người dân tham gia. Những người cao tuổi tâm huyết với nghề thì ngày càng ít dần. Lực lượng lao động trẻ lại không mặn mà với nghề. Các cái hàng mà do người dân làm thủ công
thì đầu tư công sức là nó nhiều hơn, nhưng mà cái mức thu nhập thì thấp hơn so với lại người đi lao động, do vậy thì cái sức thu hút nó khó khăn. Cái nữa khó khăn nữa là cái nguyên liệu thì phải nhập từ trong Thanh Hóa, Nga Sơn Thanh Hóa về. Đối với địa phương thì chỉ tạo một cái hành lang pháp lý để cho các cơ chế, các cái doanh nghiệp, các cái đầu mối thu mua là có điều kiện tiếp cận và tiêu thụ hàng cho nhân dân. Trở lại với câu chuyện của những người cao tuổi gắn bó với nghề dệt chiếu. Họ là một tài sản văn hóa sống, nắm giữ những giá trị văn hóa của cộng đồng. Ngoài sự sáng tạo, nghệ nhân còn có sứ mệnh truyền nghề cho các thế hệ sau. Vì vậy, việc tôn vinh nghệ nhân không đơn thuần chỉ là đánh giá công lao và tỏ lòng kính trọng, mà hơn thế, đây là một hoạt động, một phương pháp, một nội dung để bảo tồn được các giá trị văn hóa phi vật thể của nghề truyền thống. Tuy nhiên hiện nay, việc tôn vinh các nghệ nhân của làng nghề vẫn chưa được chú trọng nhiều. Những cái người cao tuổi thì nói chung là người ta biết được những cái nguồn ngạch từ ngày trước đầy đủ hết. Các mẫu mã rồi người ta còn kẻ ra cả sách vở người ta làm mẫu. Như chúng tôi đây thì nói chung là nếu như xã hội mà cũng mong muốn rằng xã hội cũng quan tâm đến vấn đề của cái lớp người cao tuổi ở trong cái xóm của chúng tôi đây. Có những cụ làm từ 7 tuổi đến giờ đã 7, 80 tuổi vẫn còn đang làm. Cho nên là nếu như nhà nước tôn vinh mà được cấp những cái bằng, những cái chiếu chỉ cho họ để họ có cái truyền thống họ giữ lại sau này để chúng tôi có cái tôn vinh để mà ghi nhớ lại thì là một cái vấn đề tốt nhất. Nhưng mà cũng đã lâu rồi cũng không có những cái vấn đề đấy. Làng nghề dệt chiếu Kim Chính cũng trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, nhưng nó luôn chuyên trở sứ mệnh nhân văn cao cả. Đó là lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương, tạo nên bản sắc văn hóa của làng quê, gắn kết tình làng nghĩa xóm và đóng vai trò kinh tế quan trọng trong việc sản xuất ra các sản phẩm tiêu dùng, giải quyết việc làm cho người lao động ngay ở trong lũy tre làng, trong mỗi khu dân cư. Mặc dù hiện nay các sản phẩm được sản xuất bằng công nghệ hiện đại có thể đang lấn át hàng loạt các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các làng nghề truyền thống, nhưng những sản phẩm độc đáo, tinh xảo, có chất lượng, thẩm mỹ cao là sự kết tinh trí tuệ của người thợ thủ công, của cộng đồng cư dân ở làng nghề truyền thống nơi đây vẫn có được chỗ đứng trên thị trường. Những người thợ tài hoa của làng nghề dệt chiếu nơi đây vẫn đang dành trọn tâm huyết cho từng sản phẩm. Những sợi tay, cây cói ngang dọc trên khung dệt qua đôi bàn tay khéo léo của họ đã và đang tạo nên biết bao sản phẩm chiếu cói mang thương hiệu Kim Sơn đi phục vụ người dân từ miền xuôi đến miền ngược, trong Nam cũng như ngoài Bắc, để sản phẩm làng nghề phản ánh dòng chảy văn hóa của vùng quê ven biển Kim Sơn một cách sinh động, cụ thể. Từ thời kỳ cha ông mẹ đẻ cho đến tới giờ ấy, thì nói chung là cái nghề chiếu này thì vẫn phổ biến. Thì chúng tôi thì cũng vẫn cứ là trào lưu con cha ông để lại, chúng tôi cứ tiến hành là giữ cái nghề truyền thống để sau này con cái ví dụ như thế là có biếu xén ở các nơi xa chẳng hạn vậy, làm quà kỷ niệm rồi là con cháu cưới hỏi thì cũng biếu các cháu hoặc là mừng hạnh phúc cho các cháu đôi chiếu trăm năm hạnh phúc cho các cháu như vậy. Thì nói chung nó ý nghĩa làng quê ấy. Thì bây giờ thì thời đại bây giờ thì nói chung là họ vẫn không bỏ cái nghề chiếu này. Ông Tam, bà Sáu đã cùng nhau dệt chiếu hơn 50 năm nay khi ông bà về sống chung dưới một mái nhà. Thu nhập cũng chỉ đủ để trang trải cuộc sống, nhưng với ông bà, điều đáng trân trọng hơn cả là mỗi chiếc chiếu được hoàn thành. Ông bà đã góp thêm phần làm đẹp cho nét văn hóa làng quê, mang đến sản phẩm hữu ích cho xã hội. Và đó cũng là sợi dây gắn kết tình cảm gia đình, sự thương yêu, trân trọng mà ông bà dành cho nhau trong cuộc đời.